Hello các anh chị, chào các anh chị trong cái ngày mưa gió. Có lẽ là mới một buổi sáng ra, mới có 9 giờ sáng mà mưa gió như thế này thì đâu đó cũng báo hiệu gì đó với thị trường đúng không? Nhưng mà thôi, bước vào mùa mưa thì cứ mưa thôi. Và mình thì vẫn ở đây, giờ mình vẫn sẽ giới thiệu các anh chị những cái mã mà mình đang theo dõi và ưng ý. Thì đó là con HAG. HAG thì coi như là mình đã hoàn thành xong một cái deal, cái nhịp một. Tuy không có kịp mà mua full nhưng là cũng kịp chốt lời bé bé, ngay chốt lời bé bé cũng được hơn 11% vậy thôi, ngắn ngắn. Và bây giờ thì mình đang đang cố gắng để canh lại một cái nhịp thứ hai của nó. Và cái nhịp này nếu mà có HAG nó đi đồng pha đồng nhịp và được sự ủng hộ của thị trường chung, tức là thị trường chung sẽ có một cái sóng năm cho cái đợt phục hồi trong 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 năm nay, thì con HAG sẽ có những cái mục tiêu nó khác xa bây giờ. Thì đó là bây giờ mình sẽ trình bày cho mọi người ha. Thì mình đã ăn ngắn một cái đoạn rồi, bây giờ mình đang đợi cái kế hoạch mới. Với sự chốt lời lớn của ngày hôm qua thì chúng ta thấy là HAG thì đang có khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, sự chốt lời này thì vẫn còn có một cái lực cầu ở vùng gáp nhảy này, mọi người thấy không? Lực cầu ở vùng gáp nhảy này thì nó vẫn có lực cầu. Cho nên để nói mà HAG này đạp mạnh á, thì chưa khả năng để nói được. Nó phải tạo thành những mẫu hình gì đó mà đảo chiều mạnh thì may ra mới đạt mạnh, còn không thì với mình có HAG này khoảng thời gian gần đây cái tiền vào của nó khá là êm nha, khoảng thời gian gần đây tiền vào nó khá là êm, cho nên chúng ta sẽ có được cái kỳ vọng là con này xu hướng cùng tuần khá là tốt và chúng ta sẽ canh nó để chúng ta đánh một cái nhịp hai nữa. Thì tới kháng cự thì chúng ta đã chốt, còn bây giờ tới cái mục tiêu đó, ta đặt mục tiêu mới tại gác hai lên. Với mình thì con này nha, bây giờ nó đang có một cái vùng tái cân bằng nho nhỏ ở quanh vùng giá 13.5 cho tới 14. Thì khi nếu mà cổ phiếu nó về được dưới 14 thôi là mình sẽ bắt đầu mình nhặt. 13.9 là nhặt nè, 13.6 là nhặt nè, đó dụ 13.4 nhặt nữa, chia ra mà nhặt trong cái khoảng này nha, trong cái khoảng này. Còn nếu mà mọi người ngại ngần không có dám nhặt sâu thì chúng ta sẽ nhặt trước đây trong khoảng này một phần trước đã, và xem cái biên độ tích lũy của nó trong cái khoảng dùng từ giá 14 này tới dùng 15 này sẽ như thế nào. Nếu có tín hiệu tích lũy chặt rồi chúng ta mới vào thêm. Có hai cách thôi, một là bắt đáy, hai là bắt thăm dò, và chúng ta sẽ theo dõi cái vùng tích lũy này, bởi vì mục tiêu chúng ta là không nằm ở đây. Cái vùng đỉnh cũ giá 15 này đối với mình là nó ok rồi, xong rồi, coi như xong target một rồi, còn chúng ta sẽ chờ target hai của nó. Nếu mà tích lũy tốt các phiên ở đây để tạo thành xu hướng tăng mới ở khung tuần thì target của nó ở đợt này không phải là vùng giá 15 nữa mà là vùng giá 18, 17.5 tới 18, đó là target rất trung bình nha. Đi rướng nữa thì mình không biết được, nhưng mà ít nhất là một cái vùng 17.5 18 đi đồng pha với thị trường chung, với thị trường chung ủng hộ nữa thì nó sẽ có target đó. Vậy thì chọn cho mình cách mua nha, gom bắt đáy mạnh mẽ ở vùng 13.5 tới 14, hoặc là chúng ta sẽ chờ canh tích lũy đẹp để gia tăng thêm khi có xu hướng tốt. Và target đợt này của nó thì mình đã trình bày rồi, mọi người có thể là chọn trong hai cách. Còn nếu mà cắt lỗ qua, cắt lỗ đâu thì cắt lỗ mình thì cũng ngắn thôi, thực sự con này mất giá 13 là cắt, con này mất vùng giá 13 chúng ta cắt. Nếu chúng ta mua thăm dò ở vùng dưới mà nó không thành công mất vùng giá 13 thì ta cắt, coi như nó mất đi cái cấu trúc tăng ở trong ngắn hạn của nó rồi, cấu trúc tăng tạo thành trong đồ thị 1 giờ của nó. Nếu mất vùng giá 13 thì chúng ta nên cắt, còn ổn định được thì theo thế theo nước đó mà làm tới luôn nha, làm tới luôn. Chúc các chị thành công và chúc bản thân mình cũng thành công với cái deal của HAG này, với cái nhịp sóng số 2 của nó. Chào tạm người và chúc tất cả chúng ta cùng ok trong cái deal này nha. Peace.